Kính chào quý vị, hôm nay thứ Năm ngày 21 tháng 4 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, lần đầu tiên Học viện Chính trị khu vực 2 tổ chức hội thi thuyết trình sách với chủ đề Quyển sách tôi yêu nhân dịp kỷ niệm Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Hội thi đã góp phần kết nối và truyền cảm hứng, niềm đam mê đọc sách đã tạo được sân chơi lành mạnh, bổ ích, đồng thời phát huy tính sáng tạo, đa dạng các hình thức đọc sách, đổi mới phương thức tuyên truyền về văn hóa đọc tại Học viện 2. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phần lớn thời gian học viên học tập bằng hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của các đơn vị, các lớp cao cấp lý luận chính trị tập trung, sau 2 tháng phát động, ban tổ chức hội thi đã nhận được 31 clip giới thiệu sách có chất lượng cao. Từ đó tìm ra 10 thí sinh xuất sắc tranh tài tại vòng chung kết. Cần phải có nhiều cái hội thi như thế này để có thể lan tỏa được cái văn hóa đọc trong các bạn trẻ và trong tất cả mọi người. Có thể nói là khi mà mình đọc một cuốn sách thì mình sẽ có cái suy nghĩ và có cái chiều sâu hơn trong cái cuốn sách đó. Đối với mình thì cuộc thi này rất là ý nghĩa vì nó khuyến khích và hình thành nên văn hóa đọc đối với đội ngũ giảng viên và nghiên cứu trẻ của Học viện. Từ đó góp phần giúp cho Học viện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn mới hiện nay. Và mình mong muốn rằng là tất cả các thí sinh chúng ta cùng cố gắng, nỗ lực và đạt kết quả thi tốt nhất để cùng lan tỏa những cái giá trị văn hóa đọc đến đông đảo tất cả các đồng chí trong cơ quan cũng như các đồng chí học viên. Hội thi thuyết trình sách với chủ đề Quyển sách tôi yêu không chỉ khơi gợi được hứng thú, say mê đọc sách mà còn giúp thí sinh rèn luyện nhiều kỹ năng diễn đạt, kỹ năng trình bày trước đám đông, góp phần tuyên truyền thúc đẩy văn hóa đọc. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho mỗi bảng gồm một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 2 giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao một giải tập thể có nhiều thí sinh tham gia nhất và một giải clip nhận được nhiều lượt xem và yêu thích nhất cho các thí sinh tham dự. Với sự bùng nổ của mạng xã hội, mặt trận tư tưởng chính trị đang phải đối mặt với nhiều chiêu thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Trong bối cảnh này, sách còn được ví như vũ khí để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Đây là bài viết được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng số này. Theo đó, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã xây dựng tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đồng thời ra mắt tủ sách chi bộ điện tử trên trang stbook.vn với nhiều ấn phẩm về nghề nghiệp của vụ công tác có giá trị lý luận và thực tiễn cao. Hiện tủ sách này đã cập nhật được hơn 80 đầu sách xuất bản, phần lớn là các ấn phẩm miễn phí, tập trung vào nghiệp vụ công tác đảng, chính quyền, phổ biến pháp luật, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những vấn đề quốc phòng an ninh. Thưa quý vị, trong giai đoạn hiện nay, trước tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0, sự phát triển của khoa học công nghệ, Internet, mạng xã hội đã và đang ảnh hưởng nhiều đến hoạt động và sinh hoạt của con người. Trong đó có sự thay đổi trong nhận thức, hành động và thói quen tìm hiểu, khám phá thế giới thông qua đọc sách. Đặc biệt, Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần đầu tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng lấy điểm nhấn là các hoạt động chuyển đổi số gắn với công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo. Đây là một trong những nội dung trọng tâm góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. Hiện nay, nhiều đơn vị xuất bản đã xác định chuyển đổi số là bước tiến quan trọng, trong đó tập trung tăng cường hoạt động xuất bản điện tử để có thể tiếp cận được mọi đối tượng độc giả, vượt qua những giới hạn về không gian và thời gian, từ đó góp phần thúc đẩy văn hóa đọc. Từ năm 2012, với cái sự ra mắt cái trang sách web.vn của Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi đã bắt đầu cung cấp cái ebook sách điện tử để phục vụ cho độc giả. Khi mà ký hợp đồng đối với các tác giả về cái hợp đồng sách in là Nhà xuất bản là ký luôn cái hợp đồng sách điện tử, khoảng 70-80% là tác giả đồng ý. Cho đến nay, nhu cầu của bạn đọc và cái sự phát triển của công nghệ không chỉ là đọc để giải trí và cũng như là kiến thức, thì cái việc mà cần phải nốt lại, cần phải tích lại những cái dòng hoặc là những cái đoạn mà bạn đọc thấy rằng tâm đắc và muốn nốt lại đó, thì chúng tôi cũng đang đó có cái đề án nâng cấp cái hệ thống kỹ thuật của sách điện tử, đồng thời là cập nhật thêm những cái tính năng trên cái phần mềm đọc sách. Trong định hướng phát triển tiếp theo của mình, bên cạnh sách điện tử thì Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ hợp tác với một số đơn vị làm sách nói uy tín và đã được cấp phép để cho ra đời những xuất bản phẩm điện tử phong phú hơn nữa. Nói xong, Dũng lao vào tôi,
Một cú đá trúng quai hàm khiến tôi ngã lăn ra bãi cỏ. Trong một cái cuốn sách đó, thì nó sẽ có hai phần. Cái phần thứ nhất là cái nội dung của sách, và phần thứ hai là cái màu của cuốn sách. Mỗi cuốn nó có một cái màu khác nhau. Cho dù cùng tác giả đi nữa, thì là một cái lần mà mình muốn chuyển tải thì mình phải chuyển tải đầy đủ cả hai cái màu này. Nếu không thì thính giả sẽ mất đi một cái phần rất quan trọng so với lại khi họ đọc sách giấy. Thì chúng ta phải có cái nhắc nhở và nhấn nhá cho nó phù hợp thì nó sẽ truyền tải được tốt nhất cái nội dung. Đặc biệt là đối với sách, nội dung rất là quan trọng. Thì ứng dụng Voice FM là ra đời vào tháng 9 năm 2019. Sau gần 3 năm thì cái ứng dụng này cũng đã đạt được những cái bước chân phát triển rất là vượt bậc. Hiện tại là đã có hơn 1 triệu lượt tải và mỗi tháng là cũng có trung bình là 5 triệu phút người dùng người ta trả phí để nghe sách nói. Trong những năm sắp tới thì phòng bản quyền của em đang có kế hoạch mua lại những quyển sách hot hướng về Gen Z, và tụi em cũng sẽ sản xuất thêm nhiều nội dung như là podcast miễn phí cho các bạn có thể nghe miễn phí mà không phải trả phí. Chuyển đổi số sách tức là một phiên bản audio sẽ giúp cho người đọc có thể tận dụng gần hết tất cả những thời gian của mình. Có những người là nó rất là bận rộn, những cái chuyến đi dài trên ô tô chẳng hạn thì nó rất là phí thời gian, thì chúng ta có thể nghe sách nói trong khoảng thời gian đó, vừa giải trí trong cái khoảng thời gian đi mà lại vừa có thể tiếp thu thêm kiến thức, tận dụng thời gian rất tốt. Rồi các bà nội trợ vừa làm công việc nhà lại vừa có thể tiếp tục nghe sách để mà trao dồi thêm kiến thức trong thời gian rảnh. Phải nói đây là một cái cuộc cách mạng khiến cho người ta đến gần hơn sách. Hơn nữa thì bản thân audiobook bây giờ không phải chỉ là một cái phiên bản khác, một hình thức khác của sách giấy nữa, mà bản thân nó đã tạo ra cái giá trị nghệ thuật riêng của nó. Nó là một tác phẩm nghệ thuật âm thanh. Sách nói luôn là một dạng thức truyền thông tích cực, không có tục tĩu, không có những cái thứ sách mà nó mang lại cho người ta một cái cảm xúc bất bình, mà chủ yếu là những nó đem lại cho người ta. Do vậy, với cái nhu cầu và xu hướng hiện nay của văn hóa đọc thì sách nói sẽ là một trong những thể loại hàng đầu hỗ trợ tăng trưởng về lượng người nghe các cái sáng tạo âm thanh trên các nền tảng xã hội. Bên cạnh những tín hiệu tích cực từ việc hình thành thói quen và xu hướng đọc sách mới đi kèm với sự phát triển về công nghệ, thực tế vẫn phải nhìn nhận, các nhà xuất bản ngày càng gặp khó khăn trong việc tìm ra cách hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và ngăn chặn hành vi vi phạm bản quyền trực tuyến. Trong đó, sách điện tử, sách nói vẫn là loại hình ấn phẩm có tỷ lệ vi phạm bản quyền ở mức đáng lo ngại nhất. Để mà chúng ta đẩy mạnh hơn cái sách điện tử thì trước hết tôi nghĩ là cái thị trường sách điện tử mình phải thật sự là lành mạnh. Rất nhiều tác giả người ta lo lắng cái việc là bị sao chép, cái việc mà tôn trọng tác quyền sách điện tử của bạn đọc của mình hiện nay thì cũng chưa thật sự là được nâng cao. Yếu tố xâm phạm bản quyền trên sách nói cũng là một vấn đề đáng lo. Dù là dưới hình thức nào, một cái câu chuyện review sách mà chưa xin phép chủ thể xuất bản, chủ thể sở hữu đã là vi phạm. Một cuốn sách nói khi nghe họ có thể thu âm lại bằng nhiều cách, tình trạng mất bản quyền hiện chưa kể là đọc trái phép. Vì mà chuyển đổi số, những cái sản phẩm mà về điện tử nó có một cái đặc trưng rất là dễ cái bị phát tán và vi phạm nội dung, cho nên nó là xuất bản phẩm điện tử nói chung và sách nói nói riêng thì vẫn phải đương đầu với cái vấn đề đó. Với Voice FM thì trong suốt từ tháng 7 năm 2020 đến nay thì đã hỗ trợ các đơn vị xuất bản, các đơn vị làm sách gỡ bỏ là gần 50.000 nội dung ở trên các nền tảng lớn như là YouTube và Spotify hoặc là các cửa hàng ứng dụng. Mình thấy đây là một cái cuộc chiến nó sẽ rất là lâu dài và cũng sẽ cần quyết tâm rất là lớn, cũng cần sự hỗ trợ rất là lớn từ các cấp lãnh đạo. Và đặc biệt là gần đây là Voice FM cũng đã nhận được tín hiệu rất là tích cực từ cục xuất bản trong việc là hỗ trợ các đơn vị bảo vệ bản quyền xuất bản phẩm điện tử sau khi mà Voice FM chính thức được cấp phép. Có những cái chế tài về mặt luật pháp, chế tài về cách thức vận hành những cái nền tảng âm thanh mà vi phạm bản quyền, cần phải hợp tác với các bên để chống lại tình trạng review sách vô tội vạ, đọc sách vô tội vạ. Cái chuyển đổi số chúng ta đã có nghị định, có cái chủ trương rất là rõ ràng, thì như vậy đi kèm với nó là luật, nghị định, thông tư hướng dẫn thì phải tăng tốc lên và phải có cái lộ trình để mà tạo được cái niềm tin cho các nhà xuất bản, cho tác giả trong cái việc mà
Mô hình máy bán sách tự động đầu tiên tại Việt Nam được đưa vào sử dụng phục vụ bạn đọc từ cuối năm 2018. Đến nay, sau nhiều cải tiến, máy bán sách tự động thế hệ mới không dùng tiền mặt vừa được đặt tại đường sách Nguyễn Văn Bình, nhằm tạo điều kiện cho các độc giả trẻ có thể tiếp cận những cuốn sách hay, có giá trị một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, qua đó kích thích sự hứng thú đọc sách của các bạn trẻ. Đường sách Nguyễn Văn Bình thì máy bán sách tự động do Sài Gòn Bút thực hiện cũng đã chính thức đi vào vận hành, và chỉ với những cái thao tác hết sức đơn giản trên máy, đây cũng được xem là một vài giải pháp an toàn trong tình hình dịch bệnh hiện nay, giúp hạn chế tiếp xúc cũng như là người đọc vẫn có thể mua được sách với hình thức hiện đại hơn. Cũng rất là thuận tiện, nếu như mà mình đã biết cái sách đó trước rồi thì mình sẽ mua rất là nhanh và chỉ cần quét mã QR thanh toán online thôi là được. Hiện tại em thấy các bạn trẻ đa phần thì ai cũng có một cái tài khoản online hết rồi. Và việc khi mà mình mua sách ở những máy tự động như thế này thì mình sẽ thanh toán online, như vậy nó sẽ rất là tiện, rất là dễ dàng. Các bạn không cần phải thủ nhiều tiền mặt trong người nữa. Thì đầu tiên nó sẽ đáp ứng cho nhu cầu đọc sách mọi lúc mọi nơi của các bạn sinh viên, là mình có thể tiện lợi ra đây lựa chọn sách và mua. Và em nghĩ là cái việc mà mua sách ở ngoài những cái cây sách tự động như này, nó sẽ hạn chế cho mình tiếp xúc với đám đông, nó sẽ đảm bảo được cái tình hình sức khỏe của mình trong cái giai đoạn dịch bệnh như này. Với Sài Gòn Bút, chúng tôi nghĩ rằng là làm thế nào để có thể mang sách tiếp cận gần nhất với người đọc và giúp họ có thể thuận tiện cho người mua sách, thì từ đó nảy sinh ra ý tưởng làm máy bán sách tự động. Tôi tin rằng là với cái việc có thêm máy bán sách tự động thì đó cũng là một cái tạo thêm một điểm nhấn cho đường sách Hồ Chí Minh, cũng như là giúp cho chúng tôi có thể tiếp cận gần hơn với bạn đọc và giúp cho bạn đọc có một cái loại hình mua sách một cách hiện đại hơn. Và ngoài ra thì đây tôi vẫn nghĩ nó là một cái cách mà tiếp cận với bạn đọc rẻ tiền nhất. Và chúng tôi hy vọng là với sự có mặt tại Sài Gòn Hồ Chí Minh thì trong tương lai gần, Sài Gòn sẽ triển khai tiếp tục ở các nơi đông dân cư, công sở và trường học. Trong hơn một năm qua, ngành công nghiệp sản xuất ô tô thế giới đã chật vật trước tình trạng thiếu hụt chip điện tử và phụ tùng, làm thu hẹp việc sản xuất và vận chuyển, đồng thời khiến giá ô tô tăng cao, vượt ngoài tầm với của hàng triệu người tiêu dùng. Giờ đây, cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục đẩy ngành ô tô vào tình thế khó khăn. Khi nhu cầu tăng cao, nguyên liệu thì khan hiếm, trong khi chiến sự thì gây gián đoạn việc vận chuyển nguyên liệu và các bộ phận thiết yếu. Giá ô tô được dự báo sẽ tiếp tục tăng đến năm 2023. BMW đã tạm dừng hoạt động tại một số nhà máy ở Đức, còn việc lắp ráp của Mercedes thì trì trệ. Trong khi đó, Volkswagen đang chật vật tìm kiếm các nguồn cung linh kiện thay thế. Tác động của cuộc chiến xuất hiện đầu tiên ở châu Âu, nhưng ngành sản xuất xe hơi của Mỹ được cho là sẽ chịu tác động theo nếu việc xuất khẩu một số kim loại như palladium hay nickel bị cắt đứt. Những kim loại này vốn được sử dụng để sản xuất các bộ chuyển đổi xúc tác và pin xe điện. Theo chuyên gia phân tích về lĩnh vực ô tô Mark Wakefield thuộc công ty tư vấn tài chính Alex Partners, nếu chỉ thiếu một linh kiện duy nhất thì một chiếc xe không thể hoàn chỉnh được. Ngành sản xuất ô tô hiện không có nhiều linh kiện dự trữ trong chuỗi cung ứng vì chỉ vừa mới trở lại sau đại dịch COVID-19. Mọi thứ vẫn chưa thể vận hành trơn tru nên bất kỳ ổ gà nào trên đường cũng đều sẽ làm gián đoạn quá trình sản xuất. Trước khi chiến sự tại Ukraine nổ ra, S&P Global dự báo ngành ô tô sẽ sản xuất 84 triệu phương tiện trong năm nay và 91 triệu phương tiện trong năm 2023. Tuy nhiên, những con số này đã lần lượt điều chỉnh xuống còn 82 triệu trong năm 2022 và 88 triệu trong năm kế tiếp. Nhiều người cho rằng chúng ta đã phần nào hồi phục được ở thời điểm hiện tại, nhưng rõ ràng ngành ô tô vẫn chưa thể quay trở lại hoạt động như thời điểm trước đại dịch. Hai nguyên nhân chính là chuỗi cung ứng và cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhà phân tích Mark Funthorpe nhận định, trước việc phương tiện mới vượt ngoài tầm giới của nhiều hộ gia đình, họ sẽ có xu hướng mua xe đã qua sử dụng. Điều này sẽ đẩy các loại phương tiện đã qua sử dụng tăng giá. Trong khuôn khổ chuyến thăm 5 ngày tới Hàn Quốc, đặc phái viên về hạt nhân của Mỹ, ông Sung Kim đã có cuộc gặp với các quan chức cấp cao của chính quyền sắp mãn nhiệm và chính quyền mới của nước này. Các cuộc gặp tập trung thảo luận về sự cần thiết phải duy trì liên minh Mỹ-Hàn, cũng như tìm cách đưa Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán. Chuyến thăm Hàn Quốc của đặc phái viên Mỹ diễn ra trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về khả năng Bình Nhưỡng có thể có động thái gây quan ngại trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol vào tháng sau. Ngày 20 tháng 4, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết
những chiếc hộp đen của chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines gặp nạn hồi tháng trước đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Quá trình phục hồi và phân tích dữ liệu vẫn đang diễn ra. Trong báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc không công bố thông tin về thiết bị thu dữ liệu chuyến bay và thiết bị thu âm buồng lái vốn đã được gửi sang Mỹ để phân tích. Cơ quan này cho biết phi hành đoàn đều đạt tiêu chuẩn, chiếc máy bay được bảo trì đúng cách và thời tiết ổn định khi máy bay bị rơi ở núi Quảng Tây hôm 21 tháng 3 khiến 132 người thiệt mạng. Ngày 20 tháng 4, một thẩm phán tại tòa sơ thẩm Westminster của Anh đã chính thức thông qua việc trục xuất nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange sang Mỹ. Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel sẽ là người quyết định có trục xuất nhà sáng lập WikiLeaks sang Mỹ hay không. Trong khi đó, các luật sư của ông Assange sẽ có 4 tuần để trình đơn phản đối lên bà Patel, đồng thời có quyền kháng cáo lên tòa án tối cao Anh. Ông Julian Assange, 50 tuổi, hiện đang bị Mỹ truy nã với 18 tội danh hình sự sau khi trang WikiLeaks đăng tải hàng ngàn tài liệu mật vào năm 2010. Ông Assange đã bác bỏ mọi hành vi sai trái và đã ngồi tù ở London kể từ năm 2019. Công tác bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được thực hiện sớm tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, các trung tâm mái ấm tổ chức trong và ngoài công lập về lĩnh vực này có thời gian hoạt động trên dưới 30 năm. Thực tế cho thấy, công tác này đã liên tục mở rộng, nâng chất cả về chất lượng và quy mô. Tuy nhiên, yêu cầu mới ngày càng cao, xuất hiện những vấn đề mới cần nhìn nhận và tìm cách giải quyết tháo gỡ, nhất là về cơ chế hoạt động, đội ngũ làm việc, phương thức minh bạch tài chính. Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè có 2 cơ sở tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng 311 em. Hầu hết các em bị bỏ rơi, trẻ bị bại não và trẻ chậm phát triển. Ngoài ra, trung tâm còn thực hiện công tác giáo dục chuyên biệt và trị liệu cho 129 em khuyết tật cộng đồng. Thưa quý vị, trong điều kiện còn hạn chế về các nguồn ngân sách, mặc dù hàng năm thì cũng có các nguồn vận động tài trợ nhưng mà cũng còn có hạn, cho nên là các cô giáo và đội ngũ ở đây thì cố gắng cũng tự cung tự cấp những cái gì có thể tự sản xuất được. Ví dụ như đây là quý vị thấy là ra mền, gối, chiếu. Dạ, chúng tôi gặp khó khăn về cái phần mà kinh phí để thực hiện mà điều trị về thuốc. À, tiếp nữa là về cái những cái cho các em học về máy vi tính cũng như về cái cơ sở vật chất hoặc là về cái chế độ ăn uống. À, những em đây có nhiều em là phải có chế độ ăn uống đặc biệt thì phải có những cái hỗ trợ thêm, cũng hết sức là cố gắng cái cơ sở Bảo Lộc á, thì trên đó là tự cung tự cấp bằng cách nào là chúng tôi có trồng trà cà phê, hoặc là chăn nuôi cũng vậy, hoặc là trồng rau xanh. Đoàn rất cảm động, cảm kích trước những cán bộ công nhân viên, tình nguyện viên tham gia chăm sóc, bảo vệ các em. Và qua đây khảo sát thì đoàn cũng rất mong các cơ sở bảo trợ xã hội kiến nghị đề xuất để thành phố có những cái chính sách quan tâm tốt hơn. Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với Ủy ban Nhân dân quận 3 và quận Bình Thạnh về các vấn đề liên quan các cơ sở bảo trợ trẻ em trên địa bàn, nắm bắt đặc thù và các vấn đề kiến nghị liên quan tới cơ chế hoạt động, cơ chế tuyển dụng, đào tạo đội ngũ, cơ chế quản lý và minh bạch tài chính. Nhóm nghiên cứu của khoa Văn hóa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có chuyến khảo sát đến sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây ở tỉnh Long An. Chương trình mang tên Hào hùng đôi dòng Vàm Cỏ nhằm tìm kiếm sự liên kết giữa các điểm đến lịch sử, văn hóa, giải trí dọc hai bờ, từ đó nêu bật tiềm năng khai thác du lịch đường sông đến khu vực này. Mất khoảng 1 giờ qua lối sông Chợ Đệm, thành phố Hồ Chí Minh, nhóm nghiên cứu đã ra đến sông Vàm Cỏ Đông, tỉnh Long An. Cùng với sông Vàm Cỏ Tây cách đó không xa, Long An như được hai dòng sông ôm trọn vào lòng, ở giữa là các dòng kênh chứa đựng nhiều giá trị lịch sử. Nổi bật là khu di tích lịch sử Vàm Nhật Tảo, nơi tưởng niệm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực với chiến công đốt cháy tàu Hy Vọng của Pháp ngay trên ngã ba sông này. Bên cạnh đó là các cơ sở tôn giáo và đặc biệt là vết tích của những gia tộc tiêu biểu từ giai đoạn chiến tranh Tây Sơn Chúa Nguyễn đến nay, như lăng mộ quận công Nguyễn Huỳnh Đức, nhà thờ họ Lê. Giữa thế kỷ 17 đã có cư dân đến khu vực Đồng Nai và sông Xoài Rạp, thì một bộ phận đã men theo cái dòng sông Vàm Cỏ này. Vì vậy có thể nói về phong tục tập quán và sự gắn kết và lịch sử văn hóa là không thể tách rời với thành phố Hồ Chí Minh và cả cái vùng sông Đồng Nai ở trên kia. Cái việc mà chúng ta kết nối đường thủy để mà đưa khách du lịch trải nghiệm đường sông và cái cuộc sống sinh hoạt của người dân xung quanh hai bờ sông á, thì tôi nghĩ nó rất là tiện lợi, bởi vì khoảng cách từ Bến Lức cho đến thành phố Hồ Chí Minh rất là gần.
Về điểm đến hiện đại, khu du lịch Happyland ở huyện Bến Lức rộng hơn 300 hectare với lợi thế 5 km bờ sông là lựa chọn tốt thu hút khách đi đường thủy. Nhiều tiện ích đã và đang được đầu tư, đáng chú ý là khu Việt Nam thu nhỏ mang không khí văn hóa ba miền Bắc Trung Nam đến với du khách. Chúng ta đã có tài nguyên, có cái sự ủng hộ của chính quyền hai địa phương và đó sự nhiệt quyết của các doanh nghiệp. Cái việc này với những người, những đơn vị mà thực hiện những cái chương trình du lịch sông nước, đi lại trên sông nước giống như Sài Gòn Waterbus của chúng tôi đó là cái mối quan tâm hàng đầu và chúng tôi phải triển khai thực hiện cho được cái chương trình này. Cái khó của chúng tôi hiện nay đó là các cái khu điểm hiện nay của trên cái lưu vực của hai con sông này là vấn đề hạ tầng cũng như là các cái dịch vụ chúng tôi cần phải tiếp tục hoàn thiện để mà đáp ứng cái nhu cầu của cái tour tuyến của Sài Gòn Waterbus. Nếu Sài Gòn Waterbus kết nối được cái tour tuyến này của dàn Cửa Đông và Cửa Tây thì hứa hẹn sẽ mở ra một cái hướng mới cho cái du lịch đường sông của Long An, đặt trong cái mối quan hệ là kết nối du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Khi mà khai thác thì chúng ta cần phải có sự đồng bộ từ Thành phố Hồ Chí Minh, đồng bộ đến các tỉnh thành, chứ không khéo thì có tỉnh thì phát triển du lịch rầm rộ, có tỉnh thì chúng ta lại chưa đưa vào những cái chương trình gọi là phát triển kinh tế mũi nhọn của tỉnh, thì đó cũng là một trong những cái mất cân đối. Phải tạo một cái tour tuyến, tức là làm như thế nào để tránh cái sự nhàm chán cho khách hàng, khách nội địa cũng như là khách Tây, và đặc biệt là cái sự thân thiện môi trường. Phân khúc du lịch trẻ trung hơn đang là hướng ra mới cho các điểm đến để thu hút khách từ Thành phố Hồ Chí Minh. Với đặc thù là nơi cung cấp nhiều loại nông sản ra thị trường, du lịch đường sông cũng không thể tách rời trải nghiệm nông nghiệp sạch. Để phát huy tối đa thế mạnh của vùng đất, được bồi đắp bởi phù sa của hệ thống sông Vàm Cỏ ấm áp, nghĩa tình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Kính chào tạm biệt.